dẫn chứng bài văn nghị luận xã hội về ước mơ. Và khi nhắc về ước mơ, ta có thể nhớ ngay đến cô Trần Thị Đức, một bệnh nhân suy thận từng xuất hiện trong chương trình Hát Lại Ước Mơ. Mặc dù đã phải chiến đấu với căn bệnh quái ác này hơn 18 năm, tuy nhiên ở cô ta luôn thấy một tinh thần lạc quan vô cùng. Và ước mơ của cô chính là được sống thêm một ngày. Cứ thêm một ngày, cô sẽ ước thêm một ngày nữa. Ước mơ ấy tuy ta thấy vô cùng nhỏ bé, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cô. Bởi một ngày trôi qua, cô sẽ có 24 giờ được sống và được yêu thương gia đình của mình.